Mến chào quý phụ huynh cùng các em học sinh đến với lớp học trực tuyến lớp 1 môn tiếng Việt. Phân môn tập đọc bài cái nhãn vở. Phần đầu tiên giới thiệu bài. Cô mời các em quan sát hình ảnh trên màn hình. Cô muốn giới thiệu với các em hai nhân vật. Đây là bạn Giang và bố của bạn Giang. Ngoài hai nhân vật này ra, các em còn nhìn thấy hình ảnh nào nữa hay không? Đúng rồi, còn có một chiếc nhãn vở rất đẹp, rất xinh xắn. Để biết bạn Giang đang làm gì với cái nhãn vở này, cô mời các em đi vào bài học ngày hôm nay. Bài tập đọc có tên cái nhãn vở. Chúng ta sẽ sang hoạt động luyện đọc các em nhé. Ở lần đọc thứ nhất, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu, sau đó các em đọc thật to và rõ ràng. Ở lần đọc thứ hai, các em đọc vừa đủ nghe. Ở lần đọc thứ ba, các em đọc thầm và sau đó trả lời các câu hỏi của cô. Cô sẽ đọc mẫu lần thứ nhất. Các em hãy chú ý lắng nghe. Cái nhãn vở. Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở. Trang trí rất đẹp. Giang lấy bút, nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Cô tiếp tục đọc mẫu lần thứ hai, các em chú ý lắng nghe. Cái nhãn vở. Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút, nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Sau khi nghe cô đọc mẫu xong, các em hãy chú ý những từ ngữ mà cô gạch dưới màu đỏ để chúng ta luyện đọc nhé. Cô có từ quyển vở, trang trí, nắn nót, nhãn vở, dòng chữ ngay ngắn. Như các em đã biết, đầu câu viết hoa, kết thúc câu có một dấu chấm thì được xem là một câu. Vậy là trong bài này, cô có tổng cộng bao nhiêu câu? Rất chính xác. Trong bài tập đọc cái nhãn vở, cô có tổng cộng 4 câu. Các em hãy quan sát các câu mà cô đã đánh dấu. Các em lưu ý, khi chúng ta gặp dấu chấm, chúng ta sẽ đọc nghỉ hơi dài hơn. Còn khi chúng ta gặp dấu phẩy, chúng ta sẽ nghỉ hơi nhanh hơn. Riêng ở câu số 3 và câu số 4, vì là các câu dài cho nên có thêm dấu phẩy. Các em nhớ chú ý nghỉ hơi ở các câu này. Trước khi luyện đọc các câu trên, cô và các em cùng luyện đọc từ khó. Cô có từ ngữ thứ nhất, quyển vở,
Trong từ này, các em chú ý tiếng quyển có vần u i e n uyên, dấu hỏi trên đầu âm e. Tiếng vở có âm đầu là âm v, âm cuối là âm ơ, dấu hỏi trên đầu âm ơ. Các em cùng đọc quyển vở. Một lần nữa nhé. Quyển vở. Cô có từ ngữ thứ hai, trang trí. Trong từ trang trí, các em chú ý âm đầu của các tiếng là âm trờ. Các em cùng đọc trang trí. Một lần nữa nhé. Trang trí. Cô có từ ngữ thứ ba, nắng nót. Các em chú ý, trong tiếng nắng, âm đầu là âm n, vần là vần á n ăn, dấu sắc trên đầu âm á. Trong tiếng nót, âm đầu là âm n, vần o t ót, dấu sắc trên đầu âm o. Các em cùng đọc nắng nót. Một lần nữa nhé. Nắng nót. Cô có từ ngữ tiếp theo, nhãn vỡ. Các em chú ý tiếng nhãn có âm đầu là âm nhờ, vần a n an, dấu ngã trên đầu âm a. Các em cùng đọc với cô, nhãn vỡ. Thêm một lần nữa nhé, nhãn vỡ. Cô có từ ngữ tiếp theo, dòng chữ. Trong từ ngữ này, các em hãy chú ý tiếng chữ có âm đầu là âm chờ, âm cuối là âm ư, dấu ngã trên đầu âm ư. Các em chú ý phát âm cho thật là to rõ và đúng chính tả nhé. Cùng đọc từ này lại với cô, dòng chữ. Một lần nữa, dòng chữ. Và cô có từ ngữ tiếp theo, ngay ngắn. Các em chú ý, trong tiếng ngay, âm đầu là âm ngờ, có vần a i a. Trong tiếng ngắn, âm đầu là âm ngờ, vần á n ăn, dấu sắc trên đầu âm á. Các em cùng đọc ngay ngắn. Một lần nữa nhé, ngay ngắn. Bây giờ các em hãy đọc lại 6 từ ngữ này. Sau khi luyện đọc các từ ngữ khó này xong, các em có thể đọc câu được rồi đấy. Chuyển sang phần luyện đọc câu. Các em hãy chú ý luyện đọc theo dấu cô đã đánh sẵn nhé. Các em hãy chú ý, nếu mà em nào đọc câu đầu tiên thì các em nhớ đọc luôn tựa bài nhé. Bây giờ các em nghe cô đọc câu thứ nhất. Bố cho Giang một quyển vở. Cô mời các em đọc. Câu thứ hai, giữa trang bìa là một chiếc nhẫn vỡ trang trí rất đẹp. Cô mời các em đọc. Tiếp theo là câu số 3. Giang lấy bút, nắng nót, viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Cô mời các em đọc.
Và câu thứ tư, bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Cô mời các em đọc. Bây giờ các em hãy luyện đọc thêm một lần nữa nhé. Cô mời các em đọc câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Qua phần luyện đọc câu, cô mong các em sẽ phát âm to rõ, đúng chính tả, biết nhắc, nghỉ hơi, hợp lý. Chúng ta cùng sang phần luyện đọc đoạn. Trong bài tập đọc cái nhãn vở, cô sẽ chia thành hai đoạn. Đoạn 1 gồm có 3 câu đầu tiên, đoạn 2 là câu còn lại. Vì trong đoạn 1 có rất nhiều câu, nên khi đọc các em nhớ ngắt nghỉ hơi cho hợp lý. Bây giờ các em nghe cô đọc mẫu đoạn 1. Cái nhãn vở. Bố cho Sen một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Sen lấy bút, nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Cô mời các em đọc đoạn 1. Tiếp theo là đoạn số 2. Các em nghe cô đọc mẫu. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Cô mời các em đọc đoạn 2. Các em hãy tiếp tục luyện đọc đoạn thêm 3 lần nữa nhé. Cô mời các em đọc lần thứ nhất. Cô mời các em đọc lần thứ hai. Lần thứ ba. Vậy là cô và các em đã luyện đọc xong các đoạn trong bài tập đọc cái nhãn vở. Sang phần luyện đọc toàn bài. Các em hãy nghe cô đọc mẫu. Cái nhãn vở. Bố cho Sang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Sen lấy bút, nắn nót, viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn,
khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Chúng ta sẽ luyện đọc toàn bài 3 lần nhé. Lần thứ nhất, cô mời các em đọc. Lần thứ hai, cô mời các em đọc. Lần thứ ba, cô mời các em đọc. Qua phần luyện đọc toàn bài, cô mong các em sẽ cố gắng luyện đọc thật nhiều để có được một giọng đọc hay và thật truyền cảm nhé. Trước khi qua phần tìm hiểu bài, cô và các em cùng nghỉ giải lao một chút nhé. Hoạt động 3. Tìm hiểu bài. Các em nghe cô đọc lại bài tập đọc Cái nhãn vỡ và dò theo nhé. Cái nhãn vỡ. Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Giang lấy bút, nắn nót, viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vỡ. Bây giờ các em hãy đọc thêm 5 lần nữa nhé. Sau khi đọc thầm xong, hãy trả lời các câu hỏi sau. Và đây là câu hỏi thứ nhất. Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở? Các em hãy nhớ lại nội dung bài tập đọc để trả lời câu hỏi này. Cô tin là các em đã tìm ra được đáp án. Bạn Giang đã viết tên trường, tên lớp, họ và tên vào nhãn vở. Ở câu hỏi số 2, bố Giang khen bạn ấy thế nào? Các em hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra đáp án nhé. Bố khen bạn ấy đã tự viết được nhãn vở. Cô tin là các em đã trả lời được câu hỏi này. Cô cùng các em sang phần củng cố dặn dò. Qua bài tập đọc Cái nhãn vở, các em đã biết được tác dụng của nhãn vở. Nhãn vở giúp chúng ta biết được quyển vở đó là vở của môn gì, có thể là vở toán, vở tiếng Việt. Nhìn vào nhãn vở, ta không bị nhầm lẫn vở của mình với vở của các bạn khác. Các em hãy học tập bạn Giang tự tay mình viết nhãn vở nhé. Về nhà, các em hãy đọc lại nhiều lần bài tập đọc Cái nhãn vở và chuẩn bị bài sau là bài Bàn tay mẹ. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý phụ huynh cùng các em học sinh đã chú ý lắng nghe. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học lần sau.